Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ bí mật của Lệ Quyên, khuyên đàn em một câu khi hôn nhân với Đức Huy lục đục. Chia sẻ với báo chí, Đàm Vĩnh Hưng trần tình về chuyện mình là ông Mai đưa Lệ Quyên và danh nhân Đức Huy đến với nhau. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn tiết lộ lời khuyên dành cho đàn em khi hôn nhân gặp vấn đề. Lệ Quyên lớp con concert sắp sửa diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 3 tới đây. Trong số 4 khách mời nam, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có lẽ là cái tên được chú ý nhất. thân thiết với nữ hoàng phong trà cả trong nghệ thuật lẫn ngoài đời sống, Mr. Đàm chứng kiến nhiều thăng trầm của đàn em. Tiết lộ với Vietnamnet, giọng ca Xin lỗi tình yêu cho biết anh sẽ mang đến những màn biểu diễn mới mẻ với lệ quyên trong đêm nhạc sắp tới. Dù không phải là nam ca sĩ duy nhất xuất hiện tại concert, nhưng Đàm Vĩnh Hưng tự tin vào màu sắc khác biệt nhất của mình, không hiền lành và nhẹ nhàng như Quang Dũng, Lân Nhã, Mạnh Đồng. Đang nói khi chia sẻ về mối quan hệ của mình và Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ anh gắn bò với đàn em đã khá lâu, vô cùng thân thiết. Chính Mr. Đàm đã khuyên nữ hoàng phòng trà Nam Tiến để phát triển sự nghiệp, thậm chí cơ duyên để Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy gặp gỡ cũng là từ một sự kiện âm nhạc mà Đàm Vĩnh Hưng tổ chức tại Quy Nhơn. Có tin đồn cho rằng Đàm Vĩnh Hưng chính là người đã mai mối đưa Lệ Quyên và Đức Huy đến với nhau. Nói về chuyện này, Mr. Đàm phủ nhận, tôi hoàn toàn vô can thật sự. Về thời điểm đó, Quyên cũng đã hay bay vào Sài Gòn hát tại phòng trà. Tôi hoàn toàn không biết gì cho đến khi nhận được thiệp cưới. Chia sẻ thêm về đời tư của Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh thường đưa ra lời khuyên mỗi khi đối phương gặp biển cố. Tuy nhiên, chuyện tình cảm là điều khó nói nhất. Nam ca sĩ không ép cũng chẳng dám xúi điều gì vì hiểu mỗi người tự biết và cân nhắc quyết định của mình. Tôi chỉ có thể nhắn rằng trái tim em thế nào cứ làm thế đấy, chứ không còn yêu mà cứ cố phải ở lại thì chỉ làm khổ nhau thôi. Nếu em thấy đó là hạnh phúc thật và em cần người ấy thì cứ bước tới thôi. Không ai chọn khổ đau bao giờ, ai cũng chọn niềm vui và hạnh phúc, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng đang có cuộc sống rất hạnh phúc bên cậu con trai Bô Lô tâm sự về nhóc đi. Nam ca sĩ thừa nhận rằng mình đã có sự thay đổi. Nam ca sĩ thừa nhận mình đã có sự thay đổi nhiều khi lên chức ba, không còn mua sắm cho bản thân nhiều, bất tranh cãi trên mạng, thay vào đó Mr. Đàm chỉ muốn ở nhà gần con và dỗ bé ngủ đào vĩnh hưng tự hào khoe thêm ngoài ra tôi còn biết thêm rất nhiều những kỹ năng như pha sữa giặt đồ em bé